Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục mở gói thẻ Arcane Legendary để xem hôm nay cầu thủ mà chúng ta sẽ đập mắt là cầu thủ nào. Bắt đầu nhé. Rồi, và chúng ta cùng nhau vào cái arc. Thì cái arc này trước đó mình cũng đã mở một vài thẻ Arcane và đập mắt cầu thủ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ra để mở thẻ Arcane tiếp theo để xem là cầu thủ tiếp theo sẽ về với đội là cầu thủ nào. Chúng ta mở nào. Đây là cầu thủ nào đây? Ui dồi ôi, là một GK các bạn ạ. Rồi, và đó là Alisson của Liverpool. GK có chỉ số cao nhất game 85. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa các bạn ạ. Ảo thế nhỉ. Tự nhiên lại ra một GK. Và đây là Alisson của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đập GK thì lại không được các bạn ạ. Do là đội hình của chúng ta bây giờ đang toàn là GK, nên nếu như mà chúng ta đập GK bây giờ sẽ vào chỉ số ngẫu nhiên của các cầu thủ GK khác, chưa chắc đã vào Alisson. Thế cho nên là chúng ta không đập GK được các bạn nhá. Và có rất là nhiều bạn cũng hay hỏi mình là đập làm sao để có thể vào chỉ số một cầu thủ duy nhất. Ví dụ như là chúng ta đập hậu vệ, tiền đạo hay là tiền vệ, thì các bạn mua full các cầu thủ GK như thế này và chỉ để lại một cầu thủ mà các bạn cần đập là tiền đạo, tiền vệ hoặc là hậu vệ, thì khi mà các bạn đập thẻ sẽ chỉ vào cầu thủ đó thôi, sẽ không vào các GK kia các bạn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta lại gặp GK nên là chúng ta sẽ không thể đập được. Rồi, vậy thì video của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Mình đùa thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm thẻ Arcane để mở tiếp các bạn nhá. Thì đây là thẻ Arcane mình đã kiếm thêm. Chúng ta bắt đầu mở nào. Xem cầu thủ tiếp theo sẽ về với đội và đập mắt luôn là cầu thủ nào đây. Rồi, và đó là Raphael Varane của Manchester United các bạn ạ. Một CB cũng rất là ngon các bạn nhá. Tuy chỉ số sờ trờ và tắc không phải là quá cao, chỉ là 83 và 85, nhưng bù lại là có tốc độ và tăng tốc cũng khá là ngon. Chỉ số tốc độ là 84 và tăng tốc là 81, và chiều cao là 1m91, rất là lý tưởng cho một cầu thủ hậu vệ trung tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đập mắt xem là chỉ số của Raphael Varane khi mắt có đẹp hay không nhá. Vì là đập hậu vệ nên là đa phần là full fit thôi. Chúng ta sẽ cố gắng ép sờ chờ và tắc. Tắc lên càng cao càng tốt, và sờ chờ thì lên được 100 là đẹp nhất. Trước tiên thì mình sẽ ép đa phần là full fit trước, và tắc thì mình sẽ ép xen kẽ thôi các bạn ơi. Ép sau và ép xen kẽ. Rồi, và chúng ta bắt đầu đập thẻ nào. Đầu tiên thì mình sẽ đập một fit trắng, và chỉ số tăng tốc lên 82. Và chỉ số tiếp theo đã lên 100 của chúng ta là chỉ số tăng tốc, cũng khá là ngon. Chúng ta tiếp tục đập. Tắc của chúng ta bây giờ thì mới lên được 90. Nếu như mà đập được full fit thì tắc của chúng ta chắc được tầm 90. Rồi, và chỉ số tiếp theo lên 100 của chúng ta là chỉ số thể lực, cũng khá là ok rồi các bạn ơi. Sờ chờ của chúng ta lên được 100 thì là đẹp nữa. Mình sẽ thử xem là có được không. Nhưng mà tắc của chúng ta lại mới có 90. Mình sẽ thử đá xuống một phát tắc xem có được không. Rồi, quá đẹp rồi các bạn ơi. Một phát tách trắng của chúng ta đã vào tắc.
thì tốc của chúng ta lên được 91. Và chúng ta lại quay về sao Trời. Thôi chết rồi. Không biết là sao Trời chúng ta lên được 100 đây. Sao Trời chúng ta lên 97. Thì Varan của chúng ta mình thấy lại sắp mắc mất rồi. Sao Trời lên 98. Vậy đứa này là còn một phát nữa kìa. Sao Trời của chúng ta lên 99. Mắc chưa? Vẫn chưa mắc. Nhưng mà bây giờ không biết là có lên chỉ số được nữa không. Tiếp tục. Rồi. Và phát cuối cùng không lên được chỉ số các bạn ạ. Phát cuối cùng của chúng ta thì được cộng 0.5. Như vậy là sở trở của chúng ta sẽ dừng lại ở 99. Không lên được 100. Còn tắc của chúng ta thì lên được 91. Nếu như mà tắc của chúng ta lúc nãy mà dừng lại ở 90 thì sở trở của chúng ta sẽ lên được 100. Cũng khá là đáng tiếc. Nhưng mà như thế này thì cũng rất là đẹp rồi. Nói chung là được cái này thì lại mất hình kia. Nếu như mà là ở vị trí trung vệ, các bạn đang đá là có Van Dijk hoặc là Koulibaly là hai vị trí trung vệ thôi, thì các bạn có thể để Raphael Varane đá cánh cũng rất là ngon. Rất là nhiều sự lựa chọn cho vị trí hàng hậu vệ. Và như vậy là mình đã mở thẻ Agen xong và đập mắc cầu thủ đó là Raphael Varane. Thì các bạn thấy chỉ số của Raphael Varane sau khi mắc như thế nào? Có đẹp hay không? Thì các bạn hãy để lại bình luận suy nghĩ của các bạn ở bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên ủng hộ mình một đăng ký kênh, tham gia group mình đã để ở dưới phần mô tả của video này. Chào tất cả các bạn. Bye bye.